Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin phép quay video chia sẻ về kinh nghiệm sửa chữa một mainboard laptop như thế nào. Thì trước tiên vào bài sửa chữa mainboard laptop thì tôi cần các bạn phải ôm lại các linh kiện điện tử căn bản của một mainboard máy tính. Thì những linh kiện điện tử căn bản trên một mainboard máy tính nó gồm có những linh kiện như thế này. Cái này tôi sẽ nói sơ cho các bạn qua. Các bạn muốn tìm hiểu kỹ thì các bạn có thể mua một quyển sách của tôi viết, gồm có 4 quyển: quyển PC, quyển laptop, quyển chuyển VGC và quyển sửa chữa MacBook. Thì đó là những quyển sách tôi viết, gồm có những cái linh kiện điện tử ở đầu trang, thì các bạn sẽ mua và tìm hiểu kỹ hơn nha. Còn bây giờ tôi sẽ nói sơ qua về cái linh kiện điện tử nằm trong một cái mainboard laptop, một mainboard máy tính như thế nào. Thứ nhất đó là một dòng điện xoay chiều, dòng điện xoay chiều AC và dòng điện một chiều DC. Thứ hai đó là về linh kiện thụ động, thì gồm có là điện trở. Điện trở thì các bạn hiểu định nghĩa đó là như thế nào, đó là linh kiện dùng để cản trở dòng điện thôi, ký hiệu là R. Còn về tụ điện, và chúng ta sẽ nhìn vào cái cách tính VA của một cái điện trở như thế này. Các bạn phải tìm hiểu để hiểu được cái tính VA này, đó là rất là quan trọng. Bởi vì trong CMA mình áp dụng thường những mức VA nó ra một mức áp nhất định để cho nó điều khiển một lệnh nào đó. Thì cái này ta sẽ tìm hiểu rất kỹ thì rất là hữu dụng cho các bạn sửa chữa. Thì ở đây tôi có lấy những bài ví dụ như thế này. Ví dụ muốn tìm VA 1 thì ở đây là VCC nhân cho bằng VCC 1 sẽ bằng VA 1 sẽ bằng Y nhân cho R 2 cộng R 3. Y thì người ta tính công thức Y sẽ bằng là Y bằng VCC chia cho R tổng điện trở. Thì đó, các bạn sẽ tìm hiểu mua quyển sách để nghiên cứu kỹ nha các bạn. Về tụ điện là ký hiệu là C trên một mainboard. Cụm cảm, diode và diode zener, diode thường và diode zener, transistor, MOSFET. Đây là những linh kiện bán dẫn, MOSFET, IC. IC là một linh kiện chung. Trong IC sẽ bao gồm tất cả những linh kiện như là tụ điện, điện trở, diode, MOSFET, nhân dân. Bài cuối cùng là bài MOSFET đó các bạn. Các bạn phải tìm hiểu kỹ về bài MOSFET này, rất là quan trọng. Về cái MOSFET này, người ta trong sơ đồ hay là gọi là điện công suất, nó đóng mở hay là nó dùng để khuếch đại hay thay đổi tín hiệu dòng điện. Mình thì MOSFET này rất là quan trọng. Những khối nguồn trong một mainboard máy tính đều qua chân của nó để cấp vào một thiết bị, một linh đơn, một cái thiết bị nào đó trên mainboard. Các bạn phải hiểu được MOSFET thuận, MOSFET nghịch, MOSFET đôi, MOSFET đơn, thì lúc đó các bạn mới gắn thay thế cho chính xác. Đó là những điện tử căn bản các bạn cần nắm vững: điện trở, tụ điện, MOSFET, diode, transistor, những linh kiện các bạn cần nắm vững. Đa số linh kiện điện tử thì nó bao gồm những cái linh kiện đó để lắp đặt trên một mainboard. Ok, bây giờ ta sẽ tiến hành thẳng vào cái khối mà những khối nguồn là laptop để sửa chữa main laptop. Bây giờ khi mà các bạn đã tìm hiểu kỹ về và hiểu được cái kho các linh kiện điện tử trên một mainboard, thì các bạn phải hiểu được tất cả các khối nguồn của mainboard. Thì trong một mainboard laptop nó gồm có những khối nguồn nào và nguồn nào có trước, nguồn nào có sau. Các bạn cần phải nắm vững thì các bạn mới phân khu vực và sửa chữa nó đạt cái hiệu quả rất là cao. Rồi, ok, chúng ta vào bài. Đây là một sơ đồ tư vẽ tổng quát của một khối nguồn của tất cả các khối nguồn trong mainboard laptop.
Đầu tiên đó là khối nguồn đầu vào. Khối nguồn đầu vào là khối nguồn được cắm bởi adapter và nguồn pin, thì nó sẽ ở mức áp là 10V8 và 20V. 10V8 là sử dụng cho nguồn pin hay nguồn bách, và 20V là sử dụng cho nguồn từ adapter. Đây là xuất hiện khối nguồn vào. Và khi xuất hiện khối nguồn vào ổn định thì mainboard tiếp tục thông qua những SIO, những IC RA5 sẽ sản xuất ra khối nguồn chờ. Nếu khối nguồn chờ ok và sẽ tiếp tục ra nguồn thứ nguồn cấp trước 3 năm, là người ta còn gọi là nguồn 3V 5V. Đây là khối nguồn cấp trước để cấp về SIO và chip RAM và tất cả những linh kiện cần sử dụng khối nguồn này, ví dụ như LAN sao, cổng HDMI, vân vân. Và sau đó khi các nguồn cấp trước đã ổn định rồi thì SIO sẽ mở lệnh kích nguồn và đưa lệnh nó ra chăn kích nguồn và chờ chúng ta bấm con tắt nguồn. Là các bạn bấm nút nguồn trên một trên cái laptop. Lúc này khi mainboard đã kích được nguồn thì nó sẽ xuất hiện các nguồn thứ cấp, hay người ta còn gọi là nguồn cấp sao. Nguồn chốc cấp sao là ngoại trừ nguồn CPU. Ví dụ nguồn cấp sao còn có là nguồn chipset Vega, BIOS, LAN sao, PCI, PCI Express Gen, tất cả những nguồn còn lại là nguồn cấp sao. Và cuối cùng trong khối các nguồn của laptop đó là nguồn CPU. Nguồn CPU là nguồn cuối cùng nhất, là nguồn VCore cấp cho CPU. Đó là bao quát tất cả các nguồn trong laptop. Các bạn phải nắm vững và phân biệt các cái nguồn để mình chuẩn đoán ban bệnh. Ví dụ mình vô gặp laptop ban bệnh không kích được nguồn, nhưng có nguồn đầu vào, có nguồn đầu vào, có nguồn chờ và có nguồn 3 năm, thì không kích được nguồn nó còn liên quan đến ví dụ như SIO hay là chip RAM nhân dân. Còn mất nguồn thứ cấp, nguồn RAM, chipset không đủ hay là gì đó, nó mất nguồn điện, mình sẽ phân biệt được khu vực của nguồn thứ cấp để sửa chữa. Ok, đây là khối nguồn sơ đồ tổng quát. Còn đây là sơ đồ chi tiết, là khi có nguồn DC hay là nguồn battery đi vào thì đây là mạch nguồn đầu vào. Chúng ta sẽ có những nguồn xung tiếp theo, đó là nguồn xung 5V, nguồn xung 3V, nguồn xung 2V5, nguồn xung 1V5, nguồn xung 1V8, nguồn xung 1.25, nguồn xung 1.05 và cuối cùng là nguồn VCore. Đây là tất cả những khối nguồn xung trong một mainboard laptop cần có. Thì chúng ta sẽ xem lại lý thuyết của một số nguồn, định nghĩa của một số nguồn trong laptop như thế này. Một là điện áp đầu vào. Nguồn đầu vào là điểm tập trung giữa nguồn DC in và nguồn battery, là nguồn pin và nguồn sạc ấy. Điện áp này có 12V khi chỉ dùng pin và có 16 đến 20V khi dùng adapter. Nguồn đầu vào là nguồn cấp cho toàn bộ các nguồn xung khác của máy. Nguồn đầu vào xuất hiện đầu tiên khi ta gắn pin hay cắm adapter. Hai, đó là điện áp chờ hay là nguồn chờ, là nguồn điện cung cấp cho IC điều khiển hoạt động. IC điều khiển này hay còn gọi là SIO, nó điều khiển cả phím chuột. Nguồn chờ xuất hiện sau nguồn đầu vào và xuất hiện trước các nguồn cấp trước. Đó, các bạn phải hiểu được nguồn nào có trước, nguồn nào có sau và nguồn nào liên quan đến nguồn nào. Tiếp tục, nguồn chờ có điện áp 33. Nguồn chờ có điện áp 33, cách xác định là các bạn sẽ một là đo tại trang số 8 của BIOS, hai là đo tại các trang của pin vào, thì đó là nguồn chờ nó sẽ đưa ra đó. Còn về cái dòng máy IDM và đầy cũ, là nó sẽ dòng đầy cũ là nó sẽ xuất hiện nguồn chờ là xuất hiện trực tiếp tại một con IC quản lý nguồn 3V 5V. Còn những mainboard sau này, dòng cơ trở về sau này, thì nó nguồn chờ xuất hiện khi nó đi qua, khi mà mạch SIO và chip RAM hoạt động tốt sẽ xuất hiện các khối nguồn chờ. Tiếp tục, và khi có điện áp nguồn chờ rồi thì nó sẽ xuất hiện tiếp, đó là nguồn cấp trước, điện áp cấp trước.
là các điện áp xuất hiện khi chúng ta bấm công tắc, là khi các bạn bấm nút nguồn trên trên một cái mainboard, hay là ta có thể dùng đồng hồ để kích nguồn, hay còn gọi là kích nguồn. Kích nguồn lúc này nguồn cấp trước thường có hai điện áp, đó là 5V và 3.3. Chỉ có dòng IBM đời cũ là nguồn cấp trước có 4 điện áp 5V, 3.3, 1.8 và 1.2. Không, cái này là dòng IBM tinh bát luôn nha các bạn, chứ không phải đời cũ đời mới, mà tất cả những dòng IBM đều là như vậy. Nhiệm vụ của nguồn cấp trước là như thế nào? Ta nghĩ như thế này, nguồn cấp trước là nguồn cung cấp điện áp cho mặt sạc pin khi máy tắt nhưng có cắm sạc. Tất nhiên là khi các bạn tắt máy rồi nhưng các bạn cắm sạc, thì lúc này nhiệm vụ nguồn cấp trước đó là nó sẽ gửi lệnh về cho IC sạc mở lệnh sạc pin. Đồng thời nó cũng cung cấp điện áp cho các mạch sử dụng điện áp 5V và 3.3 của máy, ví dụ như là cổng USB hay là cổng VGA gì đó, nhân dân tất cả những cái nguồn cung cấp. Tuy nhiên, các bộ phận này được ngăn bởi đèn công tắc và các đèn này chỉ đóng khi chúng ta bật nguồn. Khi máy có nguồn cấp trước hoạt động thì nó sẽ ăn dòng từ 0.2 đến 0.4, tùy theo cái này là máy cấp dòng của tùy theo những bạn mà sửa chữa và cho nó sai số. Ví dụ như là máy cấp dòng 0.01 tùy theo lúc máy cấp dòng chúng ta bật lên thôi. Đó, chứ không phải là nhất thiết phải là 0.02, 0.04, có khi 0.06 hay là 0.01 gì đó, tùy theo máy cấp dòng của chúng ta xài. Vì vậy, chúng ta có thể dùng nguồn đa năng để kiểm tra máy có nguồn cấp trước hay không. Là các bạn nên sử dụng nguồn đa năng, không nên sử dụng nguồn adapter. Đầu tư cái nguồn đa năng để mình sửa chữa, để mình xác định nhìn vào cái ampe hiện dòng trên nó và mà để chuẩn nó ban. Các điện áp cấp trước có 5V và 3.3 là do các nguồn xung switching tạo ra. Switching đó là mặt nguồn xung mạch switching, như ví dụ như là trong mạch của SEO hoặc là trong mạch của IC dao động hay là trong mạch của cái thạch anh. Nguồn cấp trước hoạt động dưới sự điều khiển của IC điều khiển mục. Máy không có nguồn cấp trước thì sẽ không có nguồn thứ cấp và không có đèn báo khi ta bật công tắc. Đương nhiên, các bạn không có nguồn cấp trước thì nó sẽ SEO sẽ không tạo, không có nguồn để nuôi SEO, và nó SEO sẽ không tạo ra nguồn kích để mà kết nối ra cái giắc kích nguồn, thì chúng ta không thể nào kích nguồn được, và không kích nguồn được thì chúng ta sẽ không bao giờ có nguồn thứ cấp. Các bạn có thể kiểm tra nguồn thứ cấp trước bằng cách là đo vào chân data clock và temp của pin. Đó là chân pin đó các bạn, chân pin mà các bạn không gắn pin mà các bạn cắm adapter và đo tại đó, hoặc là đó tại trang số 14 của SIO, là nó sử dụng con IT 85228 và 8585 nhân dân. Các bạn phải dùng SEMA thì các bạn sẽ thấy 4, đó là điện áp thứ cấp. Điện áp thứ cấp là các điện áp xuất hiện sau khi chúng ta bấm công tắc power on, tức như là sau ta bấm công tắc nguồn trên máy tính. Thì các điện áp thứ cấp cho hầu hết các bộ phận của máy như chipset, RAM, chip video, BIOS, SLO, login, các ổ đĩa, màn hình, nhân dân. Khi máy có điện áp thứ cấp thì máy có đèn báo nguồn. Mỗi điện áp thứ cấp có một mạch nguồn xung tạo ra trong điện áp thứ cấp 5V và 3.3 sử dụng điện áp cấp trước và đánh qua một chuyển mạch. Đương nhiên là nguồn 3V, 5V này nó sẽ đi cung cấp cho toàn mạch, toàn những linh kiện mà sử dụng trên mainboard. Để có điện áp thứ cấp thì các nguồn cấp trước 5V và 3.3 phải xuất hiện trước đó, kết hợp với phím forward được bật. Các bạn phải phát được những cái khối nguồn thì các bạn mới sửa được một mainboard hoàn chỉnh. Ta sẽ sửa phân khu vực và phân từng lệnh, từng ban để sửa chữa. Và cuối cùng đó là điện áp VCO, là nguồn VCO. Điện áp VCO là nguồn điện chính cấp cho CPU. Nguồn này chạy độc lập, không liên quan đến các nguồn khác. Là khi tất cả đã hoạt động, các bạn sẽ nhìn SEMA, các bạn sẽ thấy khi mà chúng ta sử dụng nguồn adapter là nguồn 18.5 thì cái lệnh 19V này sẽ cấp thẳng vào IC dao động của VCO. Tất nhiên là VCO sử dụng nguồn nuôi
19V để IC dao động tạo ra nguồn mây co cấp cho CU. Điện áp này xuất hiện sau cùng, xuất hiện sau các nguồn thứ cấp. Đó là cái khối nguồn gồm 5 khối nguồn quan trọng trong một mainboard laptop. Các bạn phải nắm giữ 5 khối nguồn này để sửa chữa. Ok, bây giờ ta đã ôm lại những khối nguồn đó. Bây giờ tôi sẽ quay một cái video clip cho các bạn dễ hình dung. Tôi sẽ sửa chữa trên một cái mainboard và cho các bạn hiểu được đọc schematic như thế nào.